Rồi, hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh mua bán của Trúc Mô Tô. Trúc Mô Tô số điện thoại 0768 44 7735. Số đó có Zalo luôn anh em ha. Anh em nào muốn kết bạn Zalo thì kết bạn ha. Bên em là chuyên mua và bán những dòng xe mô tô phân khối lớn và mô tô phân khối nhỏ đã qua sử dụng nha mọi người nha. Bên em có mua bán, có trao đổi, có hỗ trợ vận chuyển xe cho tất cả mọi người từ Nam tới Bắc luôn ha, toàn quốc. Thì anh em nào muốn mua bán trao đổi gì đó thì alo bên em ha. Anh em nào có những con xe nào mà không sử dụng nữa hoặc là dư xe không xài nữa thì alo em. Alo kết bạn Zalo cho em ha. Em sẽ và báo giá cho em, giá hợp lý, giấy tờ chính chủ thì em sẽ mua ha. Nói chung xe cái giấy sang tên được là bên em mới mua bán, mới giao dịch. Còn những con xe không sang tên được là bên em không có thu mua, không có mua bán luôn nha anh em nha. Anh em lưu ý ha. Bên em là chuyên mua và bán những dòng xe có giấy tờ sang tên được. Nói chung là như vậy nha mọi người nha. Chắc kênh em thì mấy lâu nay thì anh em quan tâm theo dõi kênh lâu nay thì chắc đã biết rồi, chắc cũng đã rành rồi ha. Xe hôm nay em muốn review, giới thiệu với tất cả mọi người một con xe Honda Shadow 750 đời 2009. Con này là Honda Shadow Aero 2009, biển số Sài Gòn, biển số Thành phố Hồ Chí Minh. Biển số khá là đẹp mọi người ơi. Biển số em nói là 59A334239, biển số tiếng thằng tài rất là đẹp. 39 thằng tài đuôi ha anh em ha. 59 là đầu số Sài Gòn. Rồi xe 2009 Shadow Aero. Đây. Shadow Aero ha anh em ha. 2009, biển số Sài Gòn chính chủ, màu đen bóng. Được phủ keo nguyên chiếc nha anh em nha. Phủ keo trong nguyên con từ đầu tới đuôi luôn. Anh em về thích thì để, thích thì lột ra. Thì em xin góp ý thì để ra cái keo đó thì nó chống bảo vệ nước sơn, nó chống trầy rồi rất là hữu hiệu nha anh em ha. Anh em không cần tháo đâu. Nếu mà có anh em mà thấy không vừa ý chỗ nào thì cứ tháo ra và dán lại thôi. Nên dán nha mọi người nha. Bảo vệ nước sơn rất là tốt. Xe toàn bộ trên xe là nguyên zin 100%, chưa có lai, chưa có thay đồ, chưa có độ chế bất cứ món nào anh em ha. Xe nguyên zin hết. Máy móc nguyên zin, chưa rớt đầu. Em cực kỳ luôn, máy em cực kỳ. Dòng này thì máy nó là nồi đồng cổ đá, rất là bền bỉ, xuyên thời gian luôn. Dòng Honda Shadow này thì anh em chắc biết nhiều rồi. Dòng này là dòng 750 phân khối, sử dụng máy V, chuyển động bằng trục cách tân, hoặc được gọi là trục lắp nha anh em nha, không xài bằng sơn. Đấy. Tem gấp, tem gấp đồ là còn nguyên hết, 3 miếng tem còn nguyên nha mọi người nha. Tem phụ còn luôn nè. Chạy bằng lắp rất là êm ái, rất là dễ bảo trì, bảo dưỡng nha anh em nha. Nó rất là hữu hiệu. Xe gần như là hoàn hảo. Xe bàn gác chân bự nha anh em nha. Bàn gác chân bự nè. Đi đường xa rất là tốt. Có số dặm sâu cho anh em nào mang dài, khỏi bị tróc dài, bong tróc gì ha anh em ha. Rất là tiện lợi luôn nè. Đó. Dán keo nguyên chiếc nha mọi người. Tất cả đồ mạ xi trên xe là còn rất là đẹp, rất là keng. Cái phục nó điểm 10 luôn mọi người ơi. Rất là đẹp luôn. Cái đĩa trước nè, sáng trưng thôi nha anh em nha. Xe thì nói chung là hoàn hảo, mua về chỉ việc chạy thôi. Rất là xuất sắc xe luôn. Dòng xe này là được sản xuất và lắp ráp nguyên con tại Nhật nha mọi người nha. Đó. Nó là hàng nội địa Nhật đấy. Japan, made in Japan. Rất là giá trị. Máy móc thì nó bền bỉ. Nó là được gọi là tôn vinh là nồi đồng cối đá trong dòng phân khúc 750. Nó là máy móc bền và lành tính, chạy rất là lợi xăng. Cái dòng Shadow này thì nó rất lành tính, cho anh em đi đường xa rất là ok, không có bị sợ là như những cái hãng xe khác là đi đường xa sợ bị trục trặc hoặc lỗi hệ thống, hay lỗi phun xăng, hay là bất cứ những cái hư lặt vặt trên xe nha anh em nha. Những cái dòng Honda thì triệt để những cái vấn đề đó ha anh em ha. Em mua Shadow đi thì khỏi phải lo lăng tăng về những cái hư lặt vặt đây, nó rất là bền bỉ. Máy móc thậm chí anh em để 2 tháng trời đều phát là nổ liền. Nó rất là nhạy nổ, rất là dễ sửa chữa, rất là dễ bảo dưỡng. Dòng Honda sản xuất xe thì anh em biết rồi, cái máy của nó cực kỳ bền. Xe này auto được 15.000 nha anh em nha. 15.000 mai. Đây, 15.047 mai. Đó.
Đây là tính bằng mai nha mọi người nha. Xe này là xe bản nhập Mỹ, phiên bản nhập Mỹ chứ không phải là phiên bản châu Âu ha anh em ha. Anh Lê mới lưu ý ha, nó 2-3 dòng lận á. Thì Shadow Aero, Shadow Spirit hay là bất cứ dòng Shadow nào được sản xuất và lắp ráp tại Nhật. Nhưng những con xe đời 2009, 2010 nó là những con xe mà nó nhập qua Mỹ nha mọi người nha, xuất qua thị trường Mỹ, đủ tiêu chuẩn xuất qua thị trường Mỹ. Còn những con xe mà đời cao bây giờ thì nó chỉ là nhập qua Thái Lan nha anh em nha, chứ không nhập Mỹ được nữa rồi. Tại vì Mỹ bữa nay giá thế rất là cao, cho nên những cái nhà phân phối xe mô tô phân khối lớn trên Việt Nam mình nó không có nhập qua Mỹ được nữa, và nhập qua Thái Lan và xuất về Việt Nam mình, cho nên nó giá trị nó sẽ rẻ hơn một tí, có thế nó nhẹ hơn một tí nha mọi người nha. Chứ còn xuất Mỹ hay xuất đâu nó cũng vậy thôi, xe nó cũng chất lượng như vậy hết á, đều là sản xuất và lắp ráp tại Nhật mà. Nó còn xuất đi đâu thì cái đó là vấn đề tiêu chuẩn của người ta thôi ha. Dòng này là dòng xuất Mỹ nha anh em nha, lấy chính dòng xuất Mỹ. Xuất Mỹ sẽ tính bằng mai đây, mai nha mọi người nha. Xe rất là đẹp, xe chính chủ, biển số cũng đẹp luôn, biển số thần tài rất là đẹp, cho anh em thích hợp cho anh em nào mua bán làm ăn ha. Đây cây phuộc trước đây ha, những cái cốt phuộc này anh em còn màu luôn nè anh em ơi, rất là mới nha. Xe này mà vừa rửa ra một phát là mới căng luôn này, em không có thời gian nhiều nha mọi người nha. Đây tem nè, nó vàng theo năm tháng luôn nè mọi người, nó anh chủ anh có dán keo nè bảo vệ nè, rất là kỹ càng nha anh em nha, không bị phai, không bị mờ. Này là dạng như cọp luôn anh em ơi, rất là đẹp rồi. Dàn mạ chrome trên xe thì sáng trưng, lắp nè, vỏ trước vỏ sau còn dài cui, câm niềng ring dao ban đùm của nó này mọi người đó, rất là đẹp nha. Nhôm nguyên khối rất là đẹp, rất là tuyệt vời luôn, rất là chất lượng. Cái này là cái giá đỡ để túi da anh em ha. Cái này trước anh chủ trước anh có gắn túi da, và cái này là cái giá đỡ túi da nè mọi người đó, em có tháo rồi. Anh em nào thích túi da thì cứ mua bộ mới tặng và em tặng cho ha, không bao nhiêu tiền hết, bỏ túi da vào chạy cho nó ngầu. Mục đích em tháo ra là để em vệ sinh nè, rồi em quay tổng thể những cái nước sơn cho anh em xem, rồi những cái ốp này nó có bị cũ hay không nha anh em ha. Chứ còn gắn cái túi da vào thì nó che hết khuất tầm này, không có thấy gì hết, cho nên em muốn rõ ràng em phải tháo hết ra đó quay. Còn anh em nào muốn gắn lại thì cứ gắn thôi, không có vấn đề gì hết. Đây bô của nó là bô ring, có hàng chữ tiếng Anh logo in trên cái bô này, hai cái bô đều có nha anh em nhé. Đây anh em thấy rõ không, hàng chữ tiếng Anh nè, li ti nó nằm trên cái bô rất là tuyệt vời. Và trong cái hông bô là nó sẽ có chữ Honda, đây Saken đây nha anh em nha. Dòng 2009 nhập Mỹ là cái bô nó Saken Honda, rất là đẹp. Sakai nha anh em nè, đây đấy, bô ring hết nha anh em nha, ống hơi ống đồ còn nguyên hết á. Xe còn khá là cứng nha mọi người nha, màu đen bóng nữa, rất là đẹp luôn. Đây anh em thấy mình không? Rất là mới nha anh em nha, nó được soi mặt được hết á, từ đầu tới đuôi luôn. Kiến ring, đồng hồ nắp xăng ring, anh em xem những cái cùm nè, nó lên nước luôn anh em ơi, cùm ring nha, nó lên nước luôn, rất là đẹp. Tay lái ring, những cọng dây này là đều nguyên thủy hết, nó đèn của nó nè mọi người rất là đẹp. Phuộc nè, mạ rom hết nha anh em nha, dòng này là mạ rom hết á, đồ trên nó sáng lắm mọi người ơi. Xe này anh em nào mà hơi đô con một tí á, hơi to con một tí hết đi bao ngầu luôn anh em ơi, chứ còn con này không phải cần chiều cao lắm đâu. Dòng này thì nó không có cán chiều cao nha anh em nha, anh em khoảng 1m6 mấy là đi được rồi, dư dò luôn nha anh em nha. Tại vì cái chiều cao yên con này nó rất là thấp đấy, nó lõm xuống nè anh em để ha, nó lõm xuống nè, chiều cao yên rất là thấp, nó chỉ có 7 mấy centi thôi, ngồi dư dò là vô tư, 1m6 mấy là ngồi vô tư rồi. Rồi cực kỳ hoàn hảo nha anh em mọi người, xe khá đẹp. Rồi em xin test máy và báo giá cho tất cả mọi người. Con này em bán với giá là, em xin thông báo luôn là 275 triệu. Giá rất là dễ thương cho một con Honda Shadow 2009 nhập Mỹ, biển số
cực đẹp, biển số thần tài, thích hợp cho anh em làm ăn. Rồi em xin đề máy thử ha. Thì thầm mùa xuân, dòng này máy móc trâu bò lắm anh em ơi, nồi đồng cối đá đó anh em. Anh em chắc đam mê mô tô thì dòng này chắc anh em biết nhiều rồi ha. Nó quá nổi tiếng thì thị trường Việt Nam lẫn châu Âu, châu Á, châu Mỹ, bất cứ toàn thế giới nào cũng biết về dòng xe này. Đâu là một con xe là nổi tiếng trên thị trường. Quá đẹp anh em ơi. Vỏ trước nè anh em, nhảy cui luôn. Đèn đuốc là các thứ đầy đủ anh em ơi. Cốp va nè, còi nè, xi nhan nè, trái phải đầy đủ, trước sau đầy đủ, hoàn hảo. Mua về chế xăng và chạy thôi anh em. Biển số gầm nè anh em, biển số loại gầm, đèn gầm loại biển số còn ha. Xi nhan là đèn hậu nè, đèn hậu hình trái xoài rất là đẹp. Máy móc thì thôi thôi rồi anh em ơi, êm lắm. Dòng Honda mà anh em biết rồi. Thì thầm mùa xuân, 750 phân khối, chạy rất là bốc nha anh em nha. Dòng này đi tỉnh thì anh em khỏi phải bàn, chạy rất là sướng. Xe này là đi đường trường là bao phê luôn anh em ơi. Ra những cái khung đường trống trải á, để hạt chẳng hạn như đi Vũng Tàu nè, Bến Tre rồi là chạy sướng lắm anh em. Đà Lạt rồi ha. Xe này sử dụng cắt nước nha anh em nha. Đây cắt nước đó, nó thiết nước tự động nha anh em nha. Máy nóng thì tự động nó sẽ hoạt động, nó làm mát máy. Đĩa trước này sáng trơn luôn anh em ơi. Phục điểm 10, xe là hoàn hảo, dán keo nguyên chiếc. Máy V, dòng máy V rất nhìn rất là uy lực anh em ơi. Máy thì thầm, máy rin nha anh em nha, máy rin chưa qua sửa chữa. Anh em cứ mua về là chứ canh nhớt nhau sang cổ là chạy vi vu mùa xuân thôi, không cần sửa chữa bất cứ cái gì trên xe đó. Xe này nó rất là bền anh em ơi, nó là dạng như là không có bị hư lặt vặt, không có bị gì hết. Con xe hãng khác thì em không dám tự tin, chứ còn dòng nào Honda này là rất là bền. Dòng Honda mà riêng cái dòng Shadow này nữa, quá là bền bỉ, xuyên thời gian anh em ơi, bền xuyên thời gian luôn. 275 triệu nha anh em nha. Bao ủy quyền, bao công chứng mua bán sang tên gì đó đều được hết. Xe này em đang đứng ủy quyền lần 1 anh em. Anh em mua em ký ủy quyền lần 2, chạy cứ 10 năm, 15 năm chạy hoặc là ký mua bán sang tên. Rồi. Giấy tờ thì quá hợp pháp rõ ràng. Không có gì mà để nói nữa, không có gì thắc mắc lăn tăn hết. À, bàn gác chân này rất là đẹp. Cao su này. Nó bàn để thân nó bự lắm, nó y chang một con ô tô vậy đó anh em. Y chang cái bàn thắng chân của ô tô vậy đó. Sử dụng trục lắp nha anh em nha, không chạy bằng sên, không chạy bằng nhông sinh dĩa đâu, trục lắp rất là bền. Rồi quá đẹp ha mọi người. 275 triệu anh em kết thì alo cho em ha. Em xin nhắc lại số điện thoại em là 0768447735. Bên em có mua bán, có trao đổi xe đó. Anh em nào muốn bán xe thì alo cho em, anh em nào muốn mua xe cũng alo cho em. Nói chung có cái gì thì cứ alo cho em. Rồi anh em nào cần hình chi tiết con xe con này thì kết bạn Zalo giúp em. Anh em nào xem video yêu thích rồi thì chốt cọc em sẽ ship xe tặng nhà. Ship tặng nhà luôn nha anh em nha, chứ không phải ship tới chành anh em tới lấy, ship tới nhà luôn. Anh em ở đâu cứ cho địa chỉ, xe sẽ tới đó. Rồi anh em nào xem kênh em lâu nay chưa ăn đăng ký kênh thì nhớ ấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo theo dõi kênh giúp em ha. Anh em nào mà yêu thích hơn nữa thì cho em một lượt share, một lượt like, cảm thấy video hay thì chia sẻ cho gia đình, người thân của mình cùng xem ha. Rồi bên Trúc Moto cảm ơn tất cả mọi người cùng xem video của em. Rồi rất là đẹp nha mọi người, Honda Shadow. Nếu em nào thích thì alo liền giúp em ha. Rồi em xin cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng em ha. Bye bye mọi người và hẹn gặp lại nha.